Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 262 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Mối hận cũ thời thái cổ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. tập trước thì đánh nhau đến hội gây cấn thì lúc này diệp phạm biết cái trong bóng tối còn ẩn giấu một số cường giả của cổ tộc nữa do đó mà lúc này diệp phạm mới chơi một cách đó là đánh thiên hoàng tử rồi thừa dịp này mở ra cái chuồng tống trận truyền tống cả hắn và thiên hoàng tử đi nơi khác luôn thì lúc này biết được kế sách của diệp phạm thì cái đám người thánh hoàng tử ở cơ tử rồi hát hoàng các kiểu cũng truyền tống đi hết lúc này có thể nói là thiên hoàng tử bị đánh hội đồng phải gọi là hành hung thiên hoàng tử. Nếu mà không có mặt ở đây thì nói ra thì sẽ không ai tin hết, nhưng mà hôm nay thực sự đã xảy ra. Diệp Phàm, cơ tử, thánh hoàng tử, thành gốc tam giác vây quanh thiên hoàng tử, liên tục đánh bay. Hát thiết cung trong tay của thánh hoàng tử như dao lông bắn ra, quốc bay thiên hoàng tử, lưng muốn gãy vụng, phát ra một tiếng rên bắn vọt đi. Nắm đám vàng của Diệp Hàm vung lên, nặng nề đánh lên người thiên hoàng tử, lại khiến cho gã bay đi, phun ra thần huyết ngũ sắc cơ tử cũng trực tiếp nhấc tay xuất hiện một cái khối thần bi hư không trấn áp xuống suýt nữa đánh thiên hoàng tử này thành một cái khối bùn cả người bắn đầy máu ba nhân vật cấp đế tử ra tay dù là con của thần cũng không chịu nổi chịu khổ quần ấu toàn thân xương cốt gãy vụn cả người đầy máu không thành hình dạng đánh tốt lắm đó tình cẩu hoàng tử này ngay cả bệnh dân cũng giết nó giết sạch toàn bộ người phàm ở yên địa hắn máu lạnh tới cỡ nào chứ chết một trăm lần cũng không thể tha tội được lý hắc thủy nói Đông Phương Giả, Lệ Thiên đều xông tới, một đám vô cùng hưng phấn, mắt sáng rực, thật khó có thể bắt sống được Thiên Hoàng Tử. Tất cả đều nóng lòng muốn thử tự tay hành hung cả một trận. Thiên Hoàng Tử ánh mắt lạnh lẽo, cả người co rút, bị ba người dịp Hàm cùng Thánh Hoàng Tử đánh sắp tàn, xương cốt gãy nhiều chỗ, không có một chút sức chống trả. Năm đó người đuổi giết chúng ta còn chưa tính ha, hôm nay càng không kiên nể cái gì, vì không ít giáo thống dân tộc, ngay cả bình dân cũng giết nữa, đúng là không có chút tính người mà. Đông Phương Giả là chiến thể man tộc, bàn tay của gã như là cái cối xây, kéo theo khí áp bùng nổ, chấn thiên hoàng tử phun ra máu. Ở cạnh, Lệ Thiên cũng đánh ra một quyền linh cảm của thiên hoàng tử, một chuỗi thần huyết kéo ra mấy thước. cổ hoàng tử, ngươi cho ngươi là thần hả? Có thể đứng ở trên thiên hạ nhìn xuống thương sinh, muốn giết ai thì giết hả? Ngươi còn chưa đủ tư cách đó đâu. Lý Hắc Thủy, Đông Phương Giả, Lệ Thiên, mấy người vây lên, quyền đấm cước đá đến một trận không ngừng mắng to. Hát hoàng khó chịu nói Cậu hoàng tử là cái hoàng tử khốn nạn vậy chứ Đừng có chụp cho hắn cái biệt hiệu đó như vậy Ai cho hắn ngăn cấp bị bại với bổng hoàng như vậy chứ Một đám người ra tay Đáng tiếc thiên hoàng tử Hoành hành thiên hạ nhiều năm Kết quả lại thành cái bao cát Bị một đám người bu lại hành hung Cậu hoàng tử cho người kêu ngạo hả Cho người dám đồ thành à? Lùng mã đá hụ một cái Thiếu chút nữa là đá nát đầu của thiên hoàng tử rồi đã nói không được gọi cái biệt hiệu đó nữa mà Hát hoàng vỗ xuống một cái Đương nhiên không phải đánh mọi người Mà là độc ác tác thiên hoàng tử Lúc này đánh cho gã lộn mười mấy vòng Rốt cuộc ngươi cũng có ngày hôm nay Khuế miệng dịp hàm mang theo một tia lạnh lẽo Một cước đạp lên mặt của gã Nhân tộc ti tiện Trong mắt thiên hoàng tử tràn ngập lạnh lẽo Thế lúc này còn cãi cứng hả Lộn da ngươi ra Lông mã nhấc mông to như cái chén Trực tiếp đạp lên trên mặt của gã thiên hoàng tử là mỹ nam tử đứng đầu thiên hạ khuôn mặt tuấn mỹ đương trường bầm dập sưng như cái đầu heo nếu ta chết các người không ai sống được đâu thiên hoàng tử rất bình tĩnh ánh mắt lóe ra tia tàn nhẫn người cảm thấy chúng ta không dám giết người hả Di Phạm cười to, một cước đạp ra, quét bầy gã như là đá cầu vậy. Bên kia Thánh Hoàng Tử sớm đã chờ lâu rồi, thiết công dơ lên cao, sau đó dùng sức đánh ra, cuột lên người của Thiên Hoàng Tử. Rạng rắc, không ngừng vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn, nháy mắt hơn trăm đoạn xương trên người của gã đều nát ra. Máu tươi đầm đìa, bị cây côn đập xuống đất khó mà nhúc nhích được. Các người quần chiến ta thì tính là cái gì? Là đế tử thì độc chiến với ta, ta có thể giết toàn bộ các ngươi. Thiên hoàng tử âm trầm nói, vẻ mặt lãnh khốc, căn bản là không phục. Ngươi không xứng nói lời này đâu. Thánh hoàng tử nói. <laughs> đầu tiên ngươi bị thánh hoàng tử đánh cho thiếu chút nữa là chết đi rồi sau đó thì suýt bị cơ tử giết chết cuối cùng thì bị dịp phạm đánh cho sắp tan xác luôn còn có tư cách nói những lời như vậy nữa hả lệ thiên nói kéo bắt bộ thần tướng tới dẫn đám người hoàng hư đạo hỏa kỳ tử dây công sư phụ của ta cùng thánh hoàng tử ngươi còn không biết xấu hổ nói độc chiến hả từ đầu tới cuối ngươi cũng không dám mà diệp đồng nói Bác bộ thần tướng cùng mấy cổ hoàng tử sau lưng ngươi đều không được Bây giờ còn dám nói độc chiến hả <cười> Buồn cười mà Ngay cả Yến Nhất Tịch tính tình rất thuốc Cũng không nhịn được mà cười lạnh Tránh đêm dài lắm mộng đi Sớm làm thầy tháng đi Nói không chừng có tổ dương thái cổ đuổi giết tới Hát hoàng nói Ừ đúng vậy Di Phạm gật đầu trực tiếp dùng cái nắm đấm, đấm vàng đánh ra Thiên hoàng tử bay ra mấy trăm trượng Máu tươi đầm đìa Nhưng mà gã chỉ hóa thành thịt nát dù xương cốt vẫy vụng nhưng bản thân không tan rã khớp xương kêu vang lên nhanh chóng nối liền lại mọi người nhìn nhau âm thầm than thở không hổ là con cháu thần linh vạn tộc tôn thờ có thể chất huyết mạch đứng đầu thiên hạ không phải chỉ là hư danh đường thời có ít người có thể dùng thân thể chống lại một quyền của diệp hàm thiên hoàng tử thừa nhận được hơn nữa còn có thể lập tức khôi phục quá sức khủng bố mà Huyết mặt tên cẩu hoàng tử này thật sự là quá mạnh đó nha Các người nhìn xem kìa Cả người của hắn sáng được vậy đó Đại đạo luôn âm gian lên Mặc dù bị thương nặng như vậy rồi Mà cũng nhanh chóng khôi phục lại được nữa chứ Đông phương giả thở dài Thánh hoàng tử ra tay Thiết cô mộ đen nện xuống Lại đánh tan xương cốt của thiên hoàng tử Ngũ tạng lục phủ nát vụn Nhưng mà hình thể của gã thì vẫn không tiêu tan Thần quang bắn ra nhanh chóng khép lại Mọi người kinh hãi Tuy rằng thiên hoàng tử máu lạnh tàn nhẫn, không phải kẻ thiện gì, nhưng mà không thể không thừa nhận rằng tiềm năng huyết mạch vô cùng vô thượng của gã, hiếm có trên đời. Đáng tiếc mà, hắn trở thành cây đổ trong nhà kính, bằng không thành tựu vượt xa bây giờ rồi. diệp Phạm nói, hắn ngoắt lấy thiên đạo bất tử, vung trường đao sáng như thuyết bổ tới, phốc một cái, lóe ra tia máu, thiên hoàng tử bị xé mất nửa người. Hét thảm một tiếng, thân sắc vô cùng dữ tợn, thân huyết ngũ sắc tràn lan dưới đất. Chuyện khiến cho người ta kinh dị xảy ra, gần như nháy mắt là hai nửa thân thể khép lại làm một, tiên quan ngũ sắc tràn ra, âm thanh đại đạo không ngừng. Mọi người hít một hơi lạnh, mặc kệ hận gã tới cỡ nào, cũng không thể không cảm thán rằng thể chất của gã là vạn cổ hiếm gặp, người thường không thể nào so sánh được. Thể chất này thì không đại nghe. Hát hoàng cũng thở dài. Nè, lấy chút báo của người so sánh thử, để xem có thể áp chế được hắn không vậy? Lông mã nói với Diệp Hàm, ngọn lửa nhiều chuyện trong lòng hừng hực thiêu đốt. Ngươi người đúng là nhàm chán mà. Diệp Hàm không nhìn nó, cầm thiên đao bất tử chuẩn bị lại chém thiên hoàng tử. Thánh hoàng tử nè, người lấy chút máu của người so sánh với hắn thử coi. Lông mã lại quay sang dụ dỗ hầu tử. Không cần thiết phải như vậy, hắn không có trái tim vô địch, dù là có tiên thể thì cũng phải thua mà thôi. Thánh hoàng tử nói. Cơ tử mới nói. Thế chất không phải là toàn bộ Độc nhân đại đế không thành đạo cũng chỉ là phạm thai Nhưng cuối cùng quét ngang cửu thiên thập địa Giang dội cổ kim Mọi người nghe như vậy đều gật đầu Phúc Dịp hàm một đau xé đổ thiên hoàng tử ra Khiến cho gã phát ra một tiếng rống giận không cam lùng Nguyên thần muốn lao ra Kết quả bị thánh hoàng tử một gậy đánh xuống Trên người tên khốn này có thần linh cổ kinh Bất tử thiên hoàng để lại cho hắn rất nhiều thứ tốt Hôm nay phải đào ra bằng hát Hát hoàng nói Xét đầu thiên hoàng tử quay trở về hai nửa khép lại cả người sáng lên chữa trị thân thể gã liều mạng chống cự muốn chém giết mọi người diệp hàm cơ tử đồng loạt ra tay đánh tan đạo hạnh của gã gã không thể nào chống cự được mềm nhũng té tại chỗ nhẹ tay chúng thôi trong cơ thể của gã không thiếu thứ tốt đâu đừng làm hỏng đó đào từng cái từng cái ra đây đi lùng mã nói Đáng tiếc là không có đoạn đức ở đây, bằng không với tay nghệ tông sư trộm mộ như gã, nhất định sẽ rất hứng thú với bảo tàng hình người này. Bớp! Hát hoàng đánh ra một cái vuốt, lấy từ trong luân hải thiên hoàng tử ra một cái lá trắng, tản ra thánh uy, sáng loáng màu bạc, cổ xưa thần bí. Thánh khí này thật là khó lượng nha, ngay cả hát tiễn của phàm nó cũng không bắn thủng được nữa. Hát hoàng coi như chuyên gia, thuần thục lấy ra một cái bình ngọc, mở nắp bình, mùi hương thơm tràn ngập khiến cho người ta như muốn cưỡi mây phi thăng, đây là bất tử thần dịch có thể đắp xương nặng thịt thánh hoàng tử nói gã uống một hớp lớn sau đó đưa cho cư tử hai người đều đại thương nguyên khí lúc này vừa dùng thần dịch thì cả người tràn ngập ánh sáng nhanh chóng khôi phục lại tiên trận hắc hoàng lại cả kinh hô lên kéo ra một cái ngọc trụy bắn ra tiên quang tận trời đây là một cái chiếc bùa hộ mệnh do thái cổ hoàng luyện thành nắm giữ nó chẳng khác nào có thêm một cái mạng đúng là thần trân hiếm có Ánh mắt thiên hoàng tử muốn phun lửa, những người này coi gã như là một cái bảo tàng, liên tục lấy ra thần vật trong cơ thể của gã. Gã muốn chống cự nhưng mà không dãy ra được. Diệp Phàm, thánh hoàng tử, cơ tử đồng loạt ra tay, bức bách nguyên thần của gã. So với những vật này, thần linh cổ kinh của bất tử thiên hoàng lưu lại có giá trị càng cao hơn, là thần thư vạn cổ. Ta dù có chết cũng không để cho cả người cổ kinh này. Thiên hoàng tử phát điên, thà rằng thiêu đốt thước hải cũng không cho bọn họ tra xét, ba người dịp hàm áp bức từng từng thiên thai của thiên hoàng tử sắp hóa thành ánh sáng thần sắc của gã vô cùng dữ tợn không chịu khuất phục chú yên chúng đó đừng để cho hắn tự bạo mà chết đó lùng mã hung hăng tàn bạo nói đừng đừng là bất tử thiên hoàng xưng là thần linh vạn tộc cùng tôn sùng nhất định phải có binh khí cổ hoàng chân chính còn tồn tại nhưng mà xem ra hắn không nắm giữ được rồi cuối cùng ở chỗ nào chứ hắc hoàng vừa cướp đoạt vừa nói không cần gã phải nói Mọi người cũng biết thiên hoàng tử không nắm giữ được đế binh bằng không đã sớm tế ra cần gì tới mức này chứ. Binh khí bất tử thiên hoàng tuyệt đối khủng bố vô cùng, cuối cùng là chôn dù trong lịch sử hay là bị người khác nắm giữ. Dịp hàm bức bách, thiên hoàng tử cắn răng muốn đốt sạch thức hải. Đột nhiên phía chân trời xuất hiện một cổ dao động cực kỳ đáng sợ, thánh uy viễn cổ quét ngang sơn mạch làm cho chúng sinh rung sợ. Ô, không rồi Mọi người ở đây biến sắc, nếu ta chết các người cũng đừng mong mà sống được Muốn sống chỉ có thả ta ra thôi Thiên hoàng tử ánh mắt lạnh băng Tràn ngập thần sắc lạnh khốc Trong lòng bớt đi lo sợ Phúc Nhưng mà gã mới vừa thả lỏng Thì dịp hàm liền vung thiên đao chém xuống Thần huyết bắn ra Lần này không chỉ chém thân thể của gã thành hai nữa Còn kéo nguyên thần đi ra Gã hét to thảm thiết Hoảng sợ không thôi Tổ vương thấy cổ đã tới Lập tức có thể cứu gã ra Chỉ cần một chút nữa là được rồi các người không thể giết ta Gã rung giọng nói Tràn ngập tuyệt vọng không cam lùng Thánh hoàng tử vùng thiết cung đen Chấn núi non rung lên Hư không chấn động Âm một cái đánh lên nguyên thần Khiến cho âm thanh im bạc lại Thần thức hóa thành không Dịp hàm há miệng hét lên Phun ra một đoàn đạo quan thần diễm Thi thể cùng vết máu của thiên hoàng tử Hóa thành tro bụi Đốt không còn sót lại chút gì giọng thủng trời rồi hắc hoàng nói Thiên hoàng tử xưng bá một thời, được thiên hạ tung hô huyết mạch thể chất đứng đầu thiên hạ, ngạo thị quần hùng. Hôm nay hình thần hủy diệt, người ta chỉ có thể cảm thán. Nhưng trước mắt không phải là lúc ngẩn người, thánh uy hùng hùng lan tràn tới sơn mạch, tình thế cực kỳ nguy cấp. Một đoàn thánh uy khác vọt lên trong chân hiện thành, hóa thành mặt trời đen chiếu rọi, ngăn cản thánh nhân cổ tộc hùng mạnh kia, cắt đứt đường tới. Huyền quy yêu thánh ra tay rồi. Diệp Phạm nói, Sợ dĩ mà hắn vượt qua không gian đến nơi này để giết thiên hoàng tử là vì sợ xảy ra chuyện bất ngờ. Có huyền quy yêu thánh tỏa trấn vào lúc máu chốt có thể cản trở tổ vương cổ tộc. Thánh hoàng tử nhận lấy thiên đạo bất tử, tiếp đó thi triển ra bí pháp, tụ tập tất cả khí tức lên người của gã. Giả tạo là một mình gã gây ra. Không cần phải làm như vậy đâu, tổ dương trong bát bộ thần tướng sẽ không nói lý lẽ gì đâu. Dịp hàm lắc đầu. Bọn họ không nói lý lẽ, sẽ có người từ từ nói với bọn họ, Thánh hoàng tử trầm giọng nói Các người đi đi Diệp Phạm xoay người nói với đám người lễ thiên Diệp Đồng Để cho bọn họ thoái ẩn ở, ở trong thiên chi thung Không cần đi ra Sư phụ, ngày theo chúng ta cùng đi đi Diệp Đồng đầy lo lắng Kéo chặt gốc áo của hắn Ở lại là phải chết Dù Diệp Phạm có thiên tư nghịch thế Cũng không thể chống lại được thánh nhân Giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt chứ Nhẫn nhịn 500 năm Thành thánh đội đánh lại cái đám lão đùa kia Nhưng sạch sẽ là được rồi Lông mã ra vẻ hung hăng, nói Đã chụp thủng cả trời rồi, dù sao cũng phải có người đối mặt mới được, phải không? Diệp hàm khẽ thở dài Không được, mau chạy đi, không thành thánh nó không thể quyết đấu được đâu Ta xem ai dám xâm nhập vào tử sơn thất Hoàng nói, nhìn chăm chăm thánh quang tận trời ở xa xa Diệp hàm lắc đầu, nếu giết thiên hoàng tử nhất định phải có cơn sóng ngập trời trỗi dậy Mấy tổ vương tỏa trứng trong bát bộ thần tướng cũng bắt vực sẽ không nói lý lẽ, bước tiếp theo quá nữa sẽ là thánh nhân đại chiến trừ đã thủng rồi phải do ta đối mặt mới được long hắn đã quyết sư phụ diệp đồng siết chặt tay ánh mắt đỏ lên ẩn chứa nước mắt cảm thấy diệp hàm đang đi chịu chết không sao ta đã chuẩn bị một phần đại lễ rồi nếu thực dám bức bách ta thì ánh mắt diệp hàm sâu xa nhìn về chân trời vĩnh hằng vì dự kiến ổn thỏa chúng ta đi trước tồn tại vô thượng chân chính sắp đến rồi Thánh hoàng tử nói Ừ, cũng được Diệp Hàm gật đầu Theo yêu cầu không thể cãi lại của Diệp Hàm Mấy người Diệp Đồng, Lễ Thiên đều đi Trốn vào Thiên Chi Thôn Có một vị sát thánh tỏa trấn Hơn nữa vô cùng bí ẩn sẽ bảo đảm an toàn Hát hoàng thì ở lại Nó tinh thông trận văn đại đạo Lỡ như xảy ra chuyện có thể hỗ trợ chạy trốn Năm đó nó lấy được kỳ bàn trận văn Ở bất tử sơn Ngay cả cấm địa sinh mệnh cũng không cản nổi có thể vượt qua hư không thành công có thể thấy được tài nghệ diệp phàm cơ tử thánh hoàng tử hát hoàng đi qua hư không tới bắc vực tiến vào thiên tuyền thạch phường thần thành gặp được thánh nhân vệ dịch ngồi quanh lò lửa nấu tiên trà ngộ đạo mùi thơm ngát tràn ra đậu huy lan tỏa làm cho người ta muốn đạp mây phi tiên thay cốt nhẹ nhõm đám người diệp phàm đã đi xa nhưng mà nam vực cùng trung vực lại một mảnh náo loạn trời đã thủng bên ngoài là một mảnh đại loạn sôi trào thiên hoàng tử đã chết tin tức chấn động thế gian làm cho toàn đông hoang rung động thế gian khiếp sợ mọi người không dám tin bác bộ thần tướng khóc than một mảnh tan tóc bi ai vô tận con của thần đã chết giống như trời đã sụp xuống vậy sao lại như vậy huyết mạch duy nhất của thần linh tiêu vong chúng ta không bảo vệ được là tổ dân thiên cổ mà bác bộ đại quân khóc rống, cảnh tượng bi thảm núi non sụp lở vạn tộc hít một hơi lạnh cảm thấy khó tin xảy ra quá đột ngột, đúng là lông trời lỡ đất mà. Bức tử thiên hoàng khoáng cổ tuyệt kim, độc tôn cửu thiên thập địa, vô địch cổ kim. Gã lưu lại huyết mạch duy nhất cứ như vậy bại vong, nhiều người phát mộng. Huyết hoàng sơn, hỏa lân động, nguyên thủy hồ, thần tam đỉnh, các đại cổ hoàng tộc đều ngây ngẩn. Thiên hoàng tử chỉ huy nhiều người nam hạ như vậy lại bị người ta giết, quả thực kinh thiên mà. Ngày đó bắt vượt rung chuyển, trên những ngọn núi cao nhất ở hành cung xa xưa, bốn vị cổ thánh thét dài khí nuốt trời răng tổ thân cắt qua bầu trời thẳng xuống phía nam chạy tới chân hiền thành phải có câu trả lời không tìm ra thú phạm vậy thì tấm mau thiên hạ lời nói vô tình chứng vạn núi non lay động vang vọng đất bằng nhanh chóng bị tất cả tu sĩ biết được truyền khắp đông hoang thiên hoàng tử bại vong bị giết ở ngoài chân hiền thành làm cho thiên hạ động đất dẫn tới hậu quả đáng sợ vượt xa tưởng tượng phản ứng khắp nơi rất là lớn gió thổi mưa dông trước cơn bão áp lực nặng nề khắp đại hoang không khí gian nan lại yên tĩnh trước bão táp vậy mà đã chết rồi bất tử thiên hoàng vô địch cổ kim kế thừa thể cho cái cùng huyết mạch của ngài ấy cũng bị người ta giết được hả rất nhiều cổ tộc không tin Hơ, con của thần linh cũng chỉ vậy mà thôi kết quả còn không bị người ta chém hả đánh mất anh danh cha ông mà hơi cho dân tộc khùng mạnh mà đầu tiên đại chiến hoàng hư đạo hỏa lưng nhi sau đó chém thiên hoàng tử Con của cổ hoàng cũng không địch lại nữa Hôm nay vạn tộc chung sống ở trên đời Bộ phận thân thiện với nhân tộc Bộ phận trung lập Còn có một bộ phận thì đối địch Phản ứng với chuyện này tự nhiên hoàn toàn khác Đây là thế hệ nhân kiệt Nhưng mà chống lại con trụ của cổ hoàng Cuối cùng còn chém thiên hoàng tử Thật là kinh diễm mà Nhưng mà chọc tới đại hỏa như vậy Xem như chọc thủng bầu trời rồi Làm sao xong chuyện đây Có người mơ hồ đoán được Có thể là thánh thể nhân tộc Nhưng không ai nói ra trên đời kinh hoàng, thiên hạ chấn động, phàm lệ tu sĩ đều chú ý, ảnh hưởng chuyện này quá lớn. Thân phận thiên hoàng tử quá mức đặc thù, mấy vị tổ vương thái cổ xuôi nam tức giận phá tăng chính tầng trời, tuyên bố muốn tàn sát thiên hạ, bình định nam vực. Thiên hoàng tử là ta giết! Giữa lúc sấm ngầm sôi trào, gió mây vần vũ, thánh hoàng tử ở bắc vực đứng ra tuyên bố với thế gian, ôm tất cả vào trong người mình. Nhưng mà các tộc đều biết thiên hoàng tử bại vong có liên quan rất lớn tới cường giả nhân tộc kia là người cuốn lấy thiên hoàng tử rồi truyền tống đến chân hiền thành thánh hoàng tử ngươi phải chết bác bộ thần tướng rống giận âm âm chấn động thiếu chút là khiến trung vực nổ tung nước bốn biển phủ trời cao Ngươi đã đứng ra thừa nhận vậy thì lấy chết tạ tội đi một vị tổ vương quát lập tức chạy tới bát vực muốn lập tức giết thánh hoàng tử ngày đó một con đấu chiến thánh viên toàn thân lông vàng rực rỡ ngửa đầu đống giận rồi nháy mắt biến mất Dịp Phạm, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử, Hắc Hoàng rời thường thành, không muốn bị cổ thánh kia chặn ở đây, thẳng đường xuống Nam. Hắc Hoàng, trưởng thay không có vấn đề gì chứ, đừng có nửa đường đã bị thánh nhân chặn đứng đó. Ngay cả bất tử sơn cũng không cản được kỳ bàn trận thay, Cũng vượt qua không gian được nữa Muốn cắt đường sống của ta hả Đại <laughs> hát cổ cười lạnh ngạo nghễ Đợi đã Đợi tiếng chuông tu di sơn vang lên Chúng ta mới lên đường Thánh hoàng tử nói Lúc này đông hoàng náo nhiệt, sắp chọc thủng cả trời. Tổ hoàng trong bát bộ thần tướng thả ra lời muốn giết thánh hoàng tử. Lần này muốn hoàn toàn xé rách trời mà. Thiên hoàng tử đã chết, có thể nói là chọc thủng trời. Còn nếu thánh hoàng tử lại chết, có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đây là cổ hoàng tử không có người hộ đạo, bình thường không có người để ý. Nhưng nếu thực có thánh nhân diệt gã, coi chừng sẽ có người cuồng bạo huyết chiến đốt sạch đông hoang, thiên địa cũng lộn nhau. Không cần nói tới nhân tộc, chính cổ tộc cũng sợ hãi. Một vị cổ thánh đi bắt vượt giết thánh hoàng tử, nếu thành công có nghĩa là một trận sóng gió đã nổi lên. Một ngày này tiếng chuông vang vọng tu di sơn, lan ra không biết bao nhiêu vạn dặm, cả tòa lôi âm tự phát ra ánh sáng chói lọi, Phật quang phủ chiếu, sinh linh khắp nơi dập đầu, bách bệnh tiêu tan. Tiếng chuông rốc cũng đã vang lên rồi, Thánh hoàng tử biết tin tức, tinh thần hoảng hốt. Đại lễ của người chuẩn bị không cần dùng nữa rồi, mau thu lại đi, bằng không khiến cho ta phát lạnh cả người à. Hát hoàng nói với Diệp Phàm thở phào một cái. Ở sâu trong sơn mạch ngoài chân hiền thành, bóng người rậm rạp, khắp nơi là tu sĩ, vạn tộc đều đến. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, có thể nói là chọc thủng trời, không có một tộc nào không chú ý, người đến đều là đại cao thủ, tình thế cực kỳ ác liệt bão tố buông xuống bầu trời sẽ có khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết được U thánh hoàng tử đến rồi kìa còn giả nhân tộc thần bí kia cũng tới nữa bọn họ thực sự dám xuất hiện kìa trung vực xung xao mọi người ai cũng than thiết âm ý rung trời thật không ngờ đám người dịp phạm lại dám tới vùng đất hoang ngoài chân hiện thành ồn ào các tộc cả kinh mơ hồ cảm thấy chuyện này rất phức tạp tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài chỉ sợ liên quan tới ân oán của các đại đầu sỏ trong những năm thái cổ Có mấy sơn chủ cổ tộc sức mẫn cảm Thánh hoàng tử, cơ tử cùng đi tới Xuất hiện ở ngoài chân hiền thành Thân sắc bình thản có một chút gần sống Người thật dám xuất hiện Âm thanh đáng sợ vang lên Xẹp qua bầu trời, khắp nơi nổ tung Sương khí hỗn độn trời sụp đất nứt Chúng sinh run sợ Dù tránh né thật xa cũng không nhịn được muốn quỳ bái Đây là thánh uy chân chính Siêu thoát phạm trụ người có gì mà ta không dám chứ Bước đi giữa thế gian không thẹn với lòng Mảnh thiên địa này ta muốn đi đâu mà không được Thánh hoàng tử ngẩng đầu Thân thể như thần kim đúc thành Vẫn không hề sợ hãi Chống thiết côn mà đứng Người hại chết đứa con duy nhất của thần Là tội nhân thiên cổ Dù có chết vạn lần cũng không thể trụ tội Chỉ một câu nói mà thôi Đã khiến hư không sụp đổ Bầu trời nổ tung Đè thiên địa tan biến Vạn vật trung sợ Thánh hoàng tử ngửa đầu cười to Nói <laughs> một tên thiên hoàng tử không nên thân mà thôi tại không bằng người bị giết thì giết kéo nhiều chuyện như vậy làm gì chứ một tiếng uy nghiêm quát lên làm cam hắn là con của thần vạn tộc tung sùng ngươi là con dân của hắn phải dập đầu còn không quỳ xuống thỉnh tội con của thần cái chó má gì chứ cũng có hơn gì đâu độc chiến cũng không phải đối thủ của ta còn không phải bị ta giết sao thánh hoàng tử căn bản là không khuất phục còn lớn tiếng quát lại tổ vương ở xa xa mọi người không dám thở mạnh một cái nào các đại cổ tộc đều như vậy khẩn trương đứng nhìn Một tên không biết sống chết dám giết thần linh Hôm nay không giết người thiên ly không tha Một bàn tay to lớn như vương ra từ sâu trong bầu trời Âm âm vạn vật hủy diệt Hỗn động sôi trào như muốn diệt thế Trực tiếp đánh xuống thánh hoàng tử Muốn đánh cho gã thành thịt nát Thực dám xuống tay Mọi người gia độ tê dại Dù là các đại vương tộc thái cổ cũng hoảng sợ Các đầu lĩnh cổ tộc sâu sắc Thôi ra kết luận chuyện hôm nay không đơn giản như mặt ngoài. Thiên vực rộng lớn vô ngừng, một bàn tay màu xanh to lớn từ trên chính tầng trời hạ xuống, vỗ về phía thánh hoàng tử, hỗn độn khí lượng lờ, tiên quan thái sơ bắn ra bốn phía. Xong rồi, đồng hoàng của đại họa phát sinh rồi, nếu mà thánh hoàng tử chết đi, khắp cả trời đất này đều phải lật ngược lại rồi. Không chỉ nói tới nhân tộc, mà dù là các sơn chủ của vương tộc Thái Cổ cũng đều sợ hết hùng, giống như thấy được hình ảnh thay chất thành núi, máu chảy thành sông, một hồi họa lớn đang tiến đến. Thánh đã siêu thoát ra khỏi phạm trù nhân, có lực lượng hơn xa thế gian, không thể khiêu chiến. Bàn tay màu xanh to lớn kia vừa xuất hiện đã giống như bầu trời sụp xuống, các dãy núi trong vùng đất hoang dã này đã trở thành bột mịn. Nếu bi kịch thực sự phát sinh, cổ tổng nhất định sẽ xảy ra đại loạn. Chuyện này giải quyết như thế nào cho phải đây? ngay cả một vị sân chủ của hoàng tộc Thái Cổ cũng phải nhú mày. Một thanh âm va chạm vang lên, một luồng lục quang sáng lạng chiếu qua bàn tay to lớn kia, vậy mà lại trực tiếp xuyên thủng nó, một dòng máu ảo ảo chảy ra vỡ nát cả hư không. Thánh nhân của cổ tộc phát ra một tiếng kêu đau đớn, bàn tay màu xanh to lớn rụt lại, nhanh chóng lui về, một lần nữa biến mất trên vòm trời. Ôi, à, may mà bi kịch không có phát sinh. Thánh hoàng tử chưa chết khiến cho rất nhiều cổ tộc đều thở phào một cái. Mặc dù là các tộc đàn căm thù nhân loại thì cũng như vậy, bọn họ lo nhân vật đáng sợ tại tây mặt kia phát cuồng lên. Người dám ngăn cản ta sao? Trên vòng trời truyền xuống một tiếng gầm lớn. Ta đã cứu người một mạng, ngươi còn chưa cảm tạ, thật là không biết tốt xấu mà. Phía cuối chân trời, một tổ vương thái cổ cường đại xuất hiện, không cần phải hoài nghi thân phận của gã, bởi vì mặc dù gã chỉ đứng tại nơi đó, thì cũng đã khiến cho người ta không chịu nổi rồi. Gã mặc trên người một bộ lục kim chiến y, đội bích kim mũ giáp, thân thể sáng loá, mà bốn phía hư không xung quanh thì lại trở nên vặn vẹo, dấu vết đại đạo hóa thành nhàn vạn tia buông xuống rất rầm rộ. Mặc dù gã chỉ đứng tại nơi đó, nhưng mà cũng khiến người ta phải sợ hãi một phen, vô cùng khủng bố, khí huyết của gã tuyệt đối có thể quét ngang đất trời, vô cùng vô tận, có khi thấy nuốt trọn cả núi sông. Ngươi đây là muốn cường thế xuất đầu phải không Ngươi đến từ bộ tông đâu? Âm thanh lạnh lùng từ trên trời cao truyền xuống Ta chỉ là một kẻ tán tu mà thôi so ra thì kém xa bác bộ thần tướng các ngươi Chỉ là ta không quen nhìn những chuyện này Tổ vương mặt bích kim chiến y nói Hắn đã hại chết đứa con của thần Không giết hắn thì thiên lý khó tha Người muốn che trở cho hắn hay sao Trên vùng trời âm thanh lạnh lẽo vang lên ầm ầm Vậy có lẽ thật sự là ta đã nhiều chuyện rồi Tổ vương mặt bích kim chiến giáp than nhẹ một tiếng Cảm thấy không muốn nói nữa Thánh hoàng tử nói Hãy chết cái gì Trong một trận chiến công bình Hắn bị ta chém chết Vậy mà còn oán trách cái gì nữa chứ Người chẳng phải là muốn trả thù hay sao Nói nhiều như vậy làm gì Làm càng Giảm bất kính đối với thần Giết cho đứa con của thần Quỳ xuống tạ tội cho ta Trên bầu trời phát ra một tiếng gạo to Khiến cho các dãy núi ầm ầm sụp đổ, đá văng vụn lên tận trời, bụi mù che lấp ánh nắng, khiến những người đứng xem ai cũng khiếp sợ. Một mảnh uy áp cực lớn phủ xuống, hướng về phía Thánh hoàng tử và đám người diệp phàm mà đè xuống, muốn làm cho bọn họ quỳ xuống trước mặt của mọi người, mất mặt trước cả vạn tộc. Đây là uy thế của thánh giả, vô cùng nặng nề, giống như có một mảnh tinh vực đang ép xuống không nghĩ tới ta lại bị cuốn vào một hồi thị phi Nhưng mà giờ đã có ta ở đây Thì sẽ không để cho các ngươi làm nhục thánh hoàng tử đâu Tổ vương trên thân khoác bích kim chiến y quát lớn Trong nháy mắt gã công kích lên bầu trời Năm luồng lục ngân như những con thanh long lao lên Quét sạch tất cả các tia thánh lực đang buông xuống Chặn lại uy áp do vị tổ vương kia phát ra trên bầu trời Đã tạ tiền bối hỗ trợ Thánh hoàng tử nghiêm túc hành đại lễ Biểu đạt lòng biết ơn không gần như vậy đâu, nằm đó thánh hoàng quân lâm thái cổ quét ngang chính tầng trời, các thế hệ cùng với ta thì đều vô cùng kính ngưỡng. còn của hắn gặp nạn, làm sao ta có thể bỏ mặt được chứ? hơn nữa mặc dù ta không ra tay, thì cũng sẽ có người tới quản chuyện này mà thôi. hiển nhiên tuy rằng đấu chiến thánh hoàng đã tỏa hóa, nhưng mà vẫn luôn có một đám người đi theo trung thành, chỉ là ngày thường không xuất hiện mà thôi. Ngươi có biết nếu quyết định là địch nhân của chúng ta Thì sẽ đi lên một con đường không có lối về hay không Chuyện lần này thì có ai tới cũng không cứu được ngươi đâu Bầu trời rung lên Tổng cộng của tất cả năm thân ảnh đáng sợ hạ xuống Tất cả đều được bao phủ trong các vùng sáng thần thánh Bọn họ vừa mới xuất hiện Vạn vật đã gần như tan rã Sinh cơ trong vùng đất hoang dã này đã không còn hiện ra nữa Mỗi người bọn họ đều được thánh quan bao phủ Thân ảnh mông lung mỗi người đều cường đại như các vị thần linh khắp trời đất giống như cũng không thể dung nạp được chân thân của bọn họ không gian không ngừng vặn vẹo đây là các tổ vương thái cổ sớm đã thành thánh rất nhiều năm ngày thường không xuất hiện nhưng một khi xuất hiện chỉ riêng loại khí tức này thôi cũng đã khiến người ta phải run sợ không kìm nổi quỳ rạp trên mặt đất không đạt tới cảnh giới này thì sẽ vĩnh viễn không biết bọn họ có bao nhiêu đáng sợ bọn họ từ trên cao nhìn xuống chúng sinh giống như đang nhìn những con kiến hôi vậy Tổ vương mặc bích kim chiến y dù sao cũng chỉ là một người, không thể chống lại bọn họ được. Thân thể lung lay một cái, gần như phải học máu mà rút lui. Đột nhiên một luồng thần uy to lớn khác xuất hiện, trong nháy mắt đã chặn lại năm đại tổ vương. Sau đó có một cái giải mây tràn ngập khí tức tường hòa bay xuống, hiện ra mấy lão đạo nhân. Ta tưởng là ai, thì ra là người của thần tầm lĩnh tới hả? Các người thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này hay sao? Mấy vị tổ vương trong số bác bộ thần tướng lạnh lùng nói đó là tất nhiên một lão đạo nhân bình tĩnh đáp đầu đội kim quang mặc một bộ đạo bào cũ kỹ vậy mà người của thần tầm lĩnh lại ra tay rồi ta cảm thấy có chút không thích hợp nha chuyện này có phải là có gì ngoại ý muốn không vậy một vài cổ tộc vô cùng kinh ngạc thần tầm lĩnh là thế lực lớn đứng hàng tuyệt đỉnh trong số các cổ tộc vạn tộc cùng kính sợ làm gì có mấy người dám trêu chọc tới bọn họ là một đại hoàng tộc thời thái cổ, bọn họ đã từng xuất hiện cả cổ hoàng chân chính nữa. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, bác bộ thần tướng địa vị cũng rất cao. Tổ tiên là một đám thần tướng từng đi theo bất tử thiên hoàng. Công cao chứng thế đến đầu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng bất tử thiên hoàng đã biến mất rất lâu rồi, cổ hoàng binh vẫn mãi không thấy đâu. Mà thần tâm lĩnh lại như mặt trời ban trưa, có chiến y cấp đế lưu lại, thiên hạ cùng tôn sùng. Thần tâm lĩnh các ngươi đừng có quá mà ba đạo Con khỉ chết tiệt này đã giết con của thần Do đó phải đền mạng Các ngươi giữ cho cái gì mà ngăn cản Bên phía bác bộ thần tướng Có một vị cổ vương cấp bậc thánh nhân lạnh lùng nói Đại thế xuất hiện Trăm nhà cùng đua tranh dân tộc cùng tranh đấu Trên con đường trưng đạo có rất nhiều xương máu lưu lại Con của cổ hoàng chết đi Cũng là điều không thể tránh được mà Thiên hoàng thứ không mạnh bằng người khác bị giết chết trong lúc tranh đấu còn trách ai nữa chứ một lão đạo sĩ của thần tầm lĩnh nói hắn là đứa con duy nhất của thần làm sao có thể chết một cách vô vị như vậy được chứ đừng tưởng rằng thần tầm lĩnh các người có thể đứng trên thiên hạ không người có thể đối địch lại trong số bác bộ thần tướng có một vị tổ vương liên tục cười lạnh mặc dù là con của bất tử thiên hoàng thì có làm sao trong một trận chiến công bình lại bị đánh chết còn muốn người ta đền mạng nữa hay sao? Ở đâu ra cái kiểu nói như vậy như vậy? Một lão đạo sĩ nói Mà kể nói như thế nào, thánh hoàng tử hôm nay tức phải chết, ai cũng không cứu được hắn đâu Một vị tổ vương rống to, thánh quang mênh mùng khi thế nuốt hết núi sông Thật là uy phong quá lớn mà Một tiếng cười lạnh như chuông bạc truyền đến Trên bầu trời có một đám mây yên bình chính màu bay tới Một tuyệt đại mỹ nhân xuất hiện từ từ hạ xuống Nàng thoạt nhìn chỉ có bộ dạng 18-19 tuổi, da thịt trắng mịn như tuyết, khí chất như có như không, một cái mái tóc dài màu tím tung bay, khí tức siêu trần thoát tục. Đúng vậy, đây chính là thần tạm công chúa Giá Lâm. Trên vai nàng có một con thần tạm lớn bằng cái bàn tay, hiện giờ đã hóa thành một con hổ con trắng như tuyết, đôi mắt to rất có thần thái, dáng điệu ngây thơ khả ái. Thần thần công chúa! Mọi người đều kinh hãi lui lại, ai nấy đều mang vẻ sợ hãi, những người đang xem cuộc chiến ở phía xa lại còn sợ hãi hơn. Các sơn chủ của đại cổ tộc đều rung động trong lòng. Người có tên, cây có bóng, vị công chúa thiên chi kiêu tử này vô cùng tao nhã, nhưng mà cũng cực kỳ cường thế, từng đánh khắp thái cổ khó có thể tìm được mấy địch thủ, là một kỳ nữ chân chính. Thần tạm công chúa, người muốn dùng thế áp người hay sao? Một tên tổ vương trong bát bộ thần tướng lạnh lùng nói Nét mặt thật đáng ghi tẩm mà, tất cả đều cút đi cho ta! Ánh mắt của thần tạm công chúa vô cùng sắc bén, không chút lưu tình nào, mắng thẳng vào mặt của mấy vị tổ vương. Một tiếng quát lớn này cả vơm trời cũng vỡ ra, mặt đất chấn động kịch liệt. Tuy rằng nàng là một nữ nhân nhưng mà khí tràng lại mạnh tới mức khiến người ta phải run rẩy. Mấy vị cổ vương đứng đối diện đều không kìm nổi lui lại phía sau. Thần tạm công chúa, ngươi muốn trăm ngộ dẫn động đại loạn hay sao? Con của thần tuyệt đối không thể chết oan chết uổng như vậy đâu. Chỉ bằng ngươi thì cũng không áp chế được chuyện này đâu một vị tổ vương khác kêu lên một tên thiên hoàng tử không nên thân mà thôi giết thì cũng đã giết rồi ôm sờm lên để làm gì chứ thường tâm công chúa lạnh lùng nói ngươi cường hoành vô lý tất sẽ phải trả giá cho điều này một tổ vương lạnh lùng nói bớp thường tâm công chúa rất đơn giản và trực tiếp bàn tay ngọc ngà vung lên đánh ra một cái tác rất là kêu khiến cho trên mặt vị tổ vương này xuất hiện một dấu tay rất rõ ràng khóe miệng còn té ra máu nữa thân thể bị bắn văng ra ngoài. Mọi người đều rung động, thần tầm công chúa vừa tới đây, ngay cả tổ vương cũng trực tiếp tác cho một tác, khiến cho người ta phải trố mắt nhìn trân trối. Quả nhiên đúng như nghe đồn, cực kỳ cương thế, không sợ bất kỳ người nào ở trong thiên hạ. Ta giảng đạo lý cùng các ngươi, các ngươi lại giảng về huyết mạch và thế lực của thần cho ta. Ta dùng nắm tay nói chuyện với ngươi, ngươi lại còn nói ta vô lý, ngươi muốn ta phải thế nào mới phải đây? Thần tầm công chúa nói, âm thanh mang theo một tia cuốn hút, dùng ngón tay ngọc ngà nhỏ và dài kia vuốt ve con tiểu bạch hổ do thần tạm hóa thành ở trên vai kia. Bất kể là nhân tộc hay là các đại vương tộc thời thái cổ thì tất cả đều kinh hãi, không dám nhiều lời, ai nấy đều yên lặng mà quan sát. Sự việc ngày hôm nay khẳng định không chỉ đơn giản có mỗi ân oán giữa các cổ hoàng tử như vậy. Ngươi chẳng lẽ thực sự cho rằng trong thiên hạ này không có người nào thu thập được ngươi hay sao? Vị tổ vương này kinh sợ, khẽ vuốt dấu tay ở trên mặt. Trên khóe miệng của thần tầm công chúa có một tia cười lạnh, nói Các ngươi khi dễ thánh hoàng tử chỉ là một con côn trùng đang chạy trối chết hay sao? Hắn là con của đấu chiến thánh hoàng, địa vị không thể kém hơn so với con của thiên hoàng cổ chút nào đâu. Làm nhục hắn chính là làm nhục lão thánh hoàng, các ngươi đều đáng chết mà. Ngươi sẽ phải hối hận, con của thần không thể chết oan chết uổng như vậy đâu, phải dùng máu trả máu, đưa mạng ra đây để bội hoàng. Một bộ vị tổ vương khác lớn tiếng nói. Chứ gì, các người nói thử xem, bất tử thiên hoàng mà dạng tộc cộng tôn lại bị chặt đứt huyết mạch truyền thừa duy nhất của mình, chẳng lẽ lại có thể bỏ qua như vậy sao? Một vị cổ vương hỏi to, âm thanh vang trời, chất vấn cường giả của các tộc. Đứa con của thần không thể chết oan chết ổn như vậy được. Phía sau gã, đại quân do bác bộ thần tướng cầm đầu tất nhiên cũng không kiềm được phẫn nộ, cùng nhau đóng to, âm thanh rung động trời đất. Nếu đã nói như vậy, ta cũng muốn hỏi một câu, những kẻ làm nhục thánh hoàng thì có thể được phép sống nữa hay không? Thần tạm công chúa nói Đấu chiến thánh hoàng làm sao có thể so được với bất tử thiên hoàng chứ? Trong số bác bộ thần tướng Có người mang theo cừu hận vô cùng vô tận Nhỏ giọng nói Ta mới nói xong các ngươi đã lập tức khi nhục lão thánh hoàng Chẳng lẽ coi lời của ta chỉ để cho vui sao? Thần tạm công chúa vung bàn tay ngọc ngà về phía trước Trong phút chốc có một cái luồng máu phun lên phía trước có một tiếng kêu thảm thiết được phát ra Bác bộ thần tướng đại quân đang xếp thành hàng bỗng nổ tung xương trắng văng khắp trời máu tươi bắn tung tóe trở thành một khúc nhạc tử vong bi thảm cứ dừng tay lại mấy vị tổ vương khiếp sợ mà la to tại khoảng không phía xa mọi người sợ ngay ra thần tầm công chúa quá mức lăng lệ nhẹ nhàng vung một cái bàn tay mà thôi thì đã tiêu diệt cả một đường nhân mã của bác bộ thần tướng từ nay về sau chỉ có thể được xưng là thức bộ thần tướng mà thôi mọi người đến thở cũng không dám thở mạnh vị thiên kiêu thần nữ này nhìn thì rất siêu trần thoát tục khuôn mặt thanh tú nhưng mà khi giết người thì ngay cả ánh mắt cũng không nháy một cái nào cường đại tới mức khiến cho người ta phải sợ rung thần tàm công chúa vẫn rất ung dung dùng ngón tay trắng như ngọc khẽ vuốt mái tóc dài của mình rồi nói ta chỉ là làm theo các ngươi mà thôi muốn so cường thế so bá đạo thì so thôi ai sợ ai chứ bác bộ thần tướng các ngươi không phải rất cường thế bá đạo hay sao lần này coi như đã lột một lớp da mặt của các ngươi. Thần tạm công chúa dũng mãnh hành động thực tế để đáp lại một cách rất rõ ràng. Thần tạm công chúa, người quá kiêu ngạo rồi đó. Phải biết rằng trên đời này, những người có thể trấn áp được ngươi thì vẫn còn sống đó. Một thanh âm ác nghiệt truyền đến, từ trên chính tầng trời hạ xuống. Một nam nhân tóc bạc như tuyết đang hạ xuống, khuôn mặt thoạt nhìn chỉ có bộ dáng khoảng 30 tuổi, nhưng mà đôi mắt lại rất thâm thúy và tan thương, vừa thấy đã biết được đây là một cổ vương rất đáng sợ. Hắn là Ngân Nguyệt Thiên Dương, Thời thái cổ chính là kẻ có hy vọng trở thành đại thánh, là một thế hệ thiên tiêu thời đó đúng không? Hắn cùng với cửu Hoàng Dương, Lâm Thiên Dương, thần tạm công chúa đều sắp xỉ nhau, đều từng được đấu chiến thanh hoàng tử mình khen ngợi qua. Các bộ tộc trong cổ tộc ồ Linh, sau đó ai nấy đều kinh sợ, sự tình quả nhiên càng lúc càng lớn, phức tạp hơn xa so với sự tưởng tượng của mọi người. <laughs> Thần tàm công chúa đột nhiên ngửa mặt lên trời, cười phá lên. Tuy rằng âm thanh mang theo tự tính vẫn êm tai như thiên âm, nhưng bất cứ người nào cũng đều có thể nhận ra nỗi giận dữ của nàng. Tên giả dạng cổ hoàng đại thánh kia, sư tùng của người có đến đây hay không? Kiếp này lại thử để cho hắn tới giết ta một lần nữa xem thế nào? Thần tàm công chúa lạnh lùng nói, rồi sau đó hướng về phía thánh hoàng tử vẫy tay một cái, hút thanh thiết côn màu đen vào trong tay, đóng đinh trên mặt đất, nói đây chính là binh khí của hắn mọi người đều thấy toàn thân lạnh lẽo nghĩ tới một chuyện cũ trong những năm cuối thời thái cổ sau khi đấu chiến thánh hoàng tỏa hóa thì thần tạm công chúa từng bị người ta dùng một cây thần mâu màu đen đóng đinh đấu chiến thánh vương lập tức nổi giận đi đánh khắp đông hoang tiếng cười thê lương vang khắp thiên địa cuối cùng rời xa đi tới tây mạc những năm gần đây thiên hoàng tử chỉ huy bác bộ thần tướng đuổi giết thánh hoàng tử một cách không kiên nể cái gì. Xem ra chuyện này còn không đơn giản như những gì biểu hiện bên ngoài như vậy. Trong đó còn xen lẫn các mối hận cũ của các đầu sỏ thời thái cổ. Cây thiết cung thu to được đâm sâu vào trong một cái tảng đá. Nếu nói nó dùng ô kim luyện chế mà thành thì lại không quá giống. Nó có một khí tức cường liệt khiếp người, mang theo một vài tia máu đỏ sậm, giống như được tẩm ở trong máu mà ra. Đây là một thái cổ hung binh Tuy rằng nhiều năm như vậy trôi qua nhưng vẫn như cũ, khiến người ta phải run sợ thân mình, trên lưng sinh ra một tầng khí lạnh. Năm đó không biết rốt cuộc là ai giết thần tạm công chúa, đó là một chuyện không thể tra xét được. Trong những năm cuối thời Thái Cổ, sau khi đấu chiến thánh hoàng tỏa hóa, thiên hạ trở nên đại loạn. Một số nhân vật cái thế ra tay, đánh tới mức trời lông đất lở, quỷ khóc thường gào, loạn lạc tới mức cực điểm, Năm đó là sư tôn của Ngân Nguyệt Thiên vương này ra tay đối với thần tạm công chúa hả? À? Mọi người hít một hơi khí lạnh, tất cả đều rác rung ở trong lòng. Ngân Nguyệt Thiên Vương kinh diễm vào thời Thái Cổ được coi là một trong những người có hy vọng nhất trở thành Đại Thánh. Ở trên con đường này đã đi ra được rất xa, có lẽ tương lai không lâu nữa thì sẽ bước ra một bước kia. Sư phụ của gã sẽ có đạo hạnh cao thâm tới mức nào, đạt tới loại cảnh giới nào. Chỉ riêng nghĩ thử tới đó thôi mà đã khiến cho da đầu rung lên một luồng khí lạnh nổi lên từ đầu đến chân rồi. Sư tôn của Ngân Nguyệt Thiên Dương có phải là công trụ đại thánh không vậy? Có người rung giọng nói, cố gắng để ép thanh âm đến mức cực thấp. Thì ra là hắn hả? Công trụ đại thánh vô thượng, quét ngang thái cổ, động tôn khắp chín tầng trời, mười tầng đất. Ngoại thánh hoàng ra thì còn ai có thể áp chế được hắn nữa? Công trụ đại thánh là một vị thần linh còn sống trong những năm cuối thời thái cổ, là một trong những nhân vật cường đại nhất đứng ở trong hàng ngũ những đại đầu sỏ có thể nhìn xuống toàn bộ viên cổ tinh này chiến lược khủng bố đến mức không thể đánh giá được Ai cũng không nghĩ tới, năm đó lại là người này ra tay đối với thần tạm công chúa. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, không ai dám nói loạn câu nào. Bởi vì chỉ cần nhắc đến thôi thì sẽ có thể gây ra đại họa diệt tộc. Năm đó hắn tế luyện xong một khối thần thuyết, từ tận 10 dạng dặm xa ném tới. Đứng đinh ta trước cửa một tòa thánh miếu tại dùng mãn khoang, đứng trên thiên hạ uy phong thực lớn mà. Thần tầm công chúa ngửa mặt nhìn trời, điềm tĩnh nói kể lại những gì đã trải qua. Từ tận 10 vạn dặm xa ném một cây thần mâu, lập tức đóng đinh thần tầm công chúa cực kỳ cường đại này. Mỗi người ngay tại chỗ thấy toàn thân lạnh như băng. Đây là cái khái niệm gì? Đúng là cường đại tới mức thái quá, có chút không giống thực tế mà. Thường ra là vui vậy. Thật sự là rất khủng bố nha. Mọi người thì thầm, tất cả đều mang nỗi kinh sợ phát ra từ tận đáy lòng. Công trụ đại thánh đáng sợ khó có thể dùng lẽ thường mà đo đếm, cường đại đến mức không gì sánh được. Thần Tâm công chúa vào thời thái cổ chính là thần nữ trong một thế hệ thiên kiêu, là một trong mấy người có hy vọng nhất trở thành đại thánh. Vậy mà lại bị người ta vung tay đóng đinh lại, bí mật này thực sự khiến cho người ta phải kinh hãi trong lòng. Đấu chiến thánh hoàng vừa chết thì thiên hạ đã đại loạn, ai cũng đều biết chuyện này. Nhưng những ân oán giữa các đồ sỏ với nhau thì cũng không phải mỗi người đều biết được rõ ràng. Ngay cả biết thì cũng chỉ mơ hồ một chút, khó mà nói rõ được. Năm đó đấu chiến thanh hoàng đứng trên thiên hạ, dạng tộc cuối đầu thiên hạ cộng tôn. Nhưng mà sau khi hắn chết đi, thời đại đã khác biệt rồi. Có một số quy tắc tất nhiên cần phải thay đổi chứ. Ngân Nguyệt Thiên Vương bình thản nói. Đáng tiếc, cung trụ hắn vẫn chưa chứng đạo thanh hoàng. Nếu muốn lập ra một quy tắc trật tự mới thì còn hơi sớm một chút. Còn không có uy thế và khí độ của người đứng trên thiên hạ Cũng chỉ có thể tự mình ảo tưởng mà thôi Ánh mắt thường tầm công chúa sáng lên Phong tư tuyệt đại tao nhã Từng bước tiến lên khí thế bức người Tới lúc này rồi mọi người đều hiểu được Thiên hoàng tử vì cái gì mà dám làm như vậy Nhiều năm như vậy trôi qua Thì đều nhằm vào con của đấu chiến thánh hoàng Không có chút sợ hãi nào Thì ra sau lưng còn có cung trụ đại thánh làm chủ dựa Chuyện này rất đáng sợ mà liên quan đến mối hận cũ thời thái cổ giữa các nhân vật vô thượng. Thiên hoàng tử làm như vậy hơn phân nửa chính là theo ý của cung trụ đại thánh để thử một chút. Nhìn xem thử cái vị thắng Phật tại Tây Mạc kia ngày nay rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào rồi, sẽ có phản ứng gì? Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, đây căn bản không phải là cuộc đấu giữa các cổ hoàng tử, mà từ đầu đến cuối đều là sự giằng co giữa các đại thánh vô địch, là một cơn gió lốc thử nghiệm thổi qua toàn bộ viên cổ tinh này mà thôi. Nhiều năm như vậy, có trời mới biết công trụ đại thánh đã đạt tới loại cảnh giới nào rồi, có bước ra một bước kia hay không, chỉ nghĩ thôi mà đã khiến cho người ta phải khiếp sợ. Thật đáng tiếc cho thiên hoàng tử, mặc dù hắn có không nên thân đi nữa thì cũng có huyết mạch thể chất là đệ nhất thiên hạ. Mặc dù không thể chứng đạo nhưng thành tựu cũng sẽ không thể hạn lượng, vậy mà lại chết đi như vậy. Thần tầm công chúa trào phúng nói thần tạm công chúa, ngươi nếu biết công chủ đại thánh còn sống thì nên tự giác ngộ bản thân đi. Trên đời này ngươi còn chưa thể hoành hành được đâu. Một vị tổ vương trong số bác bộ thần tướng nói. Ánh mắt của thần tạm công chúa cũng chưa nháy chút nào. Bàn tay ngọc lại chém ra. Một cái thác vang dội liền được đánh lên trên mặt của gã ngay tại chỗ đánh nát cầm tên này. Thân thể văng ra xa mấy trăm trượng. Khắp dãy núi chìm trong một mảnh tĩnh mịch, không ai dám nói nhiều lời. Trong lòng mỗi người đều ngạc nhiên thán phục vị thiên kiêu công chúa này quá mức cường thế bất kể là trước kia hay là hiện tại thì thủy chung chưa thay đổi chút nào đây chính là một thế hệ tổ vương nói đánh là đánh hơn nữa là vung tay cho một cái thác vang trời nếu mà truyền ra ngoài thì còn ai có thể có mặt mũi nào mà sống nữa thực là hoang đường như thần thoại vậy Ngồi. vì tổ vương kia nổi giận nhưng mà cũng sinh ra một cảm giác vô lực thực sự là không phải đối thủ của người ta chỉ bằng ngươi một tên hậu vệ bác bộ thần tướng nho nhỏ vậy mà cũng dám năm lần bảy lượt khui chân múa tay đối với ta nếu là thần tướng chân chính sống lại thì không nói làm gì đáng tiếc các ngươi đã sớm không có khí phách và chiến lược của tổ tiên nữa rồi thần tạm công chúa nói mà không có chút lưu tình nào thần tạm công chúa ngươi hơi quá đáng rồi đó tính cách như vậy thì ngươi trọn đời cũng không xoay người được đâu ngân nguyệt thiên vương nói từng bước ép về phía trước thần tàm công chúa không thèm quan tâm tới gã trực tiếp nhìn quét qua bác bộ thần tướng đại quân nói các ngươi nghĩ rằng có công trụ đại thánh làm chỗ dựa thì có thể mặc sức uy phong hay sao có tin một mình ta tiêu diệt tám tộc các ngươi hay không bất kể là nhân tộc hay là các đại vương chủ của thái cổ thì ai cũng rung lên thần tàm công chúa làm việc thực đúng là rất chất khoát ép người ta không nói được cái gì không thể không cúi đầu nhận thua ngân nguyễn thiên dương ngươi cũng không thể để cho thiên hoàng tử chết ổn đâu chứ một vị tổ vương trong số bác bộ thượng tướng nói trong lòng sinh ra bất mãn thiên hoàng tử ngã xuống khiến cho người ta phải nắm tay thở dài tiếc hận hắn là huyết mạch duy nhất của thần minh thể chất độc nhất vô nhị đối với dạng tộc mà nói đây chính là tổn thất khó có thể đánh giá được tất nhiên sẽ không thể để cái chết đó trở thành vô nghĩa được rồi ngân nguyệt thiên vương vừa nói vừa bước về phía trước nhìn về phía diệp phàm và thánh hoàng tử ánh mắt như hai lưỡi dao sắc bén đang phóng tới thần tàm công chúa vung tay lên không chút khách khí làm tan trả khí thế cường đại của gã ngăn trở đường đi cười lạnh nói thực sự giống với sư tôn của ngươi nha uy phong thật lớn mà bày ra phong phạm tuyệt đỉnh cao thủ trước mặt các hậu bối chưa thành thánh một ngày kia thánh hoàng tử đạt tới độ cao này ngươi còn có gan làm như vậy nữa hay không thần tàm công chúa ta cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa đâu chỉ nói một câu mà thôi thiên hoàng tử không thể trách vô nghĩa như vậy được cơn phong ba lần này, chỉ bằng ngươi thì không ngăn chặn lại được đâu. Ngân ngược thiên vương lạnh lùng nói. Thần tâm công chúa có khi thế kiếp người, hồn nhiên không để cho bọn chúng vào mắt. Trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường, nói. Vậy ngươi muốn xử lý thánh hoàng tử như thế nào đây? tối thiểu thì trước hết cũng phải giết chết tên tu sĩ nhân tộc bên cạnh của hắn kia. Bởi vì ta biết thiên hoàng tử hẳn là chết trong tay của hắn đấy ánh mắt của Ngân nguyệt thiên vương cực kỳ lạnh lẽo và cường thế nhìn thẳng vào diệp hàm nói Ồ, đúng vậy trước hết như kết kẻ này thì mới có thể ngồi xuống nói chuyện được còn về phần xử trí thánh hoàng tử thật ra cũng có thể thương lượng được rất nhiều người trong bát bộ thần tướng giống giận <laughs> thần tạm công chúa cười to tuy nhiên nghe qua thì đều có thể nhận ra sự lạnh lẽo nàng như là một nữ hoàng đứng trên thiên hạ nói Thật là buồn cười, các ngươi vậy mà lại còn thực sự đưa ra điều kiện, các ngươi đứng trước mặt ta thì đều là địch nhân, tự suy nghĩ kỹ đi, tự thân tất cả các ngươi còn khó bảo toàn được nữa kìa. trời ừ, ơi, cô ta muốn sang bằng dù để địch như vậy sao? Mọi người đều sợ ngây người, không nghĩ tới vị thiên kiêu kỳ nữ này lại cường thế đến như vậy, muốn đại sát thập phương hay sao? Ngươi, khẩu khí thật lớn mà, chẳng lẽ thật sự cho mình là cổ hoàng của thần tầm lĩnh chuyển thế hay sao vậy? mấy vị cổ vương đối diện tỏ vẻ khó chịu sắc mặt của ngân nguyệt thiên vương rất lạnh nhìn chăm chăm vào nàng rồi nói ngươi thì ngay cả thánh hoàng tử cũng chưa chắc đã có thể bảo hộ được đâu đấu chiến thánh hoàng hùng thị thiên hạ khi người thống trị chín tầng trời mười tầng đất thì các ngươi trốn ở nơi nào không dám nhảy ra đứa con duy nhất của hắn bằng sức lực bản thân giết chết một tên thiên hoàng tử không nên thân mà thôi các ngươi ai nấy đều không nhịn được nhảy ra đây thật là uy phong mà thường tầm công chúa nhìn quét qua mọi người Mặc kệ như thế nào Ngươi cũng không thay đổi được đâu Đừng tưởng rằng trên đời này chỉ còn một mình dĩ đấu chiến thắng Phật Trong dạng tộc còn có các cầu thủ cái thế khác nữa đó Ngân Nguyệt Thiên Vương ác nghiệt nói Không sai Dùng máu trả nợ máu Giết người thì đền mạng Các phần tử hiếu chiến trong số bác bộ thượng tướng kêu to Nói đúng lắm Các ngươi trong nhiều năm qua đã quá mức hoành hành Ra sức truy kích và tiêu diệt thánh hoàng tử Hôm nay đều chết cả đi cho ta Dùng máu để trả nợ máu Thường tạm công chúa nói với giọng rất vô tình Một bàn tay vung về phía trước Tiểu bạch hổ do thần tạm hóa thành trên vai nàng Bắt đầu nhanh chóng đảo cặp mắt đen to lúng liếng của nó Phúc Một dãy máu tươi nổ tung ra Đại quân bắt bộ thần tướng thành hàng mà chết Ngân Nguyệt Thiên Vương vội vàng ra tay ngăn cản Mấy vị tổ vương cũng thi triển ra bí thuật ngăn cản công kích của nàng Ai cũng không nghĩ tới chiến đấu lại đột nhiên phát sinh như vậy tuy rằng thân tam công chúa thoạt nhìn nhẹ nhàng thước tha nhưng làm việc lại quyết đoán và vô tình một mình độ sát bao phủ một tên tổ vương trong một màn thánh quan trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ thi triển một kích tức sát tiếng kêu thi lương vang vọng khắp vườn trời Vì tổ vương thái cổ này dễ dụa kịch liệt nhưng mà cũng không tránh được một kiếp bị ép nát thân thể thánh huyết rơi xuống dãy núi phía bên dưới núi lở đất nước giống như thời tận thế đang đến vậy Ngân người, người Thiên Vương hóa thành một luồng sáng bạc lao thẳng về phía của Diệp Phàm và Thánh Hoàng Tử, muốn dùng thủ đoạn chớp nhoáng tiêu diệt tất cả bọn họ. Nhưng mà tốc độ của Thần Tầm Công Chúa quá nhanh, gần như ở trong nháy mắt đã chắn ngang phía trước, bàn tay ngọc được đánh ra để lùi gã về phía sau, quát lớn. Thánh Hoàng Tử chiếm hết đạo lý rành rành trước mắt, vậy mà các ngươi còn dám giết hay sao? Dám coi hắn kém hơn một tên Hoàng Tử không nên thân vừa mới chết hay sao? Ta xem ai dám động đến một con tay của thánh hoàng tử Ta sẽ tru diệt mười tộc của hắn Thần tạm công chúa Ngươi vừa mới giết chết một vị cổ dương cấp bậc thánh nhân Cần phải biết rõ hậu quả mình làm Tất cả phải tự gánh lấy đó Trong mắt ngưng nguyệt thiên vương Bắn ra các luồng sáng vô cùng mãnh liệt Giết thì cũng đã giết rồi Ngươi có thể làm khó dễ được ta hay sao Không chỉ như vậy Ta còn muốn vĩnh viễn xóa tên tất cả bác bộ thần tướng Từ nay về sau trở thành lịch sử thần tàm công chúa nói tràn ngập khí phách mọi người đều vô cùng sợ hãi vị công chúa của thần tàm lĩnh này thực sự là đáng sợ chỉ cần một chút không hợp mà đã muốn tiêu diệt các tộc của bác bộ thần tướng điều này cũng đã đủ để rung động toàn bộ viên cổ tinh này ôi mấy vị tổ vương ở trong số bác bộ thần tướng sinh ra lòng kinh hãi người người cái gì nhiều năm như vậy trôi qua các ngươi khi nhục đấu chiến thánh hoàng món nợ này chúng ta sẽ cùng nhau thanh toán không có một người nào trong số các ngươi có thể sống sót được đâu. Mặc dù có là cung trụ thì cũng không che chở được cho các ngươi đâu. Ta đã muốn sớm tính món nợ cũ với hắn rồi. Thân tầm công chúa quát lớn. Mái tóc tím trên đầu nàng nhẹ nhàng bay múa, đôi mắt to linh động bắn ra hai tia sáng đáng sợ. Từng bước một tiếng lên, lại một lần ra tay. Làm càng Ngư Nguyệt Thiên Vương lại ra tay ngăn cản. Ta thấy ngươi mới là kẻ làm càng, không phải chỉ là một tên cung trụ đại thánh thôi hay sao? Đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi Để cho hắn lăn ra đây đi Thương tầm công chúa trách mắng Trước khi sư phụ của ta ra tay Ta sẽ trước hết thu lấy tính mạng của thánh hoàng tử Và tên tu sĩ nhân tộc kia Cho người biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên Ngân nguyệt thiên vương quát Hướng về phía dịp hàm và thánh hoàng tử Chợp tới Đột nhiên một bàn tay to lớn màu vàng Từ trên vòng trời bổ xuống cả người ngân nguyệt thiên vương bị đánh văng ra ngoài các khớp xương toàn thân phát ra âm thanh răng rắc đã bị đánh nát đi không ít huynh trưởng của ta tuy rằng đã sớm tỏ hóa vào thời thái cổ nhưng đâu chân thanh viên nhất mạch còn chưa thể bị lưu lạc đến cái mức ai cũng có thể khi ngục được đâu bảo tên công thủ kia tới đây gặp ta một lão hậu tử toàn thân phủ trong một bộ lông màu hàng kim hiện ra khi thế bá chủ trời đất xuất hiện ngay giữa cuộc chiến Ngân Nguyệt Thiên Vương có thần cốt thánh cơ danh chứng thái cổ là một cổ thánh tư ngút trời. Vạn tộc kính sợ, kinh diễm thiên hạ. Gã có đạo hạnh tinh thâm, có lẽ là một khi ngộ đạo là có thể đi lên con đường đại thánh. Nhưng mà lúc này xương cốt lại bị đứt trời từng khúc một, khóe miệng tràn đầy máu, thiếu chút nữa đã hóa thành một miếng thịt nát rồi. Mái tóc dài màu trắng bạc dính đầy vết máu, gã thiếu chút nữa đã bị một chưởng này đánh chết, giang nàng đứng lên, thánh quang vần quanh thân thể, các khớp xương rung động lách cách, rất khó tiếp tục đứng vững được sắc mặt trắng như tuyết giận mà không dám nói gì bởi vì đang đứng phía trước cũng không phải là người nào khác mà đó chính là đấu chiến thánh vương đại danh đỉnh đỉnh thời này còn được gọi cách khác là đấu chiến thắng phật uy chấn thái cổ khí thế nuốt trọn núi sông giận dữ nhổ tận gốc cả gần trăm tộc cũng không có vấn đề gì lúc này mà dám khiêu chiến với người này vậy thì tuyệt đối chính là chán sống rồi người ta chỉ cần động một ngón tay là có thể lấy mạng của gã được rồi Ngân Nguyệt Thiên Vương biết rõ điều này, mặc dù gã có kinh diễm hơn nữa, danh khí lớn hơn đi nữa thì cũng không làm gì được. Căn bản không phải cách nhau chỉ một vài cấp. Ngoại trừ mấy vị đầu sỏ thời thái cổ ra, thì bất luận kẻ nào mà đứng trước mặt vị này, thì có cả là rồng cũng phải cúi xuống, là hổ thì cũng phải nằm, không phục không được. Đậu chứng thánh vương kìa, phong thái vẫn như vậy, không chút thay đổi nào, hắn vẫn mang khí phách như xưa nha. Đã bao nhiêu năm đầu chứ, bừng tỉnh thì thấy như là chỉ một giấc mộng nha đấu chiến thánh dương là một ngọn núi cao vô địch hắn vẫn luôn ở tại vị trí này thật sự ta vẫn còn nhớ rõ hắn thường liên tục chiến đấu trong các chiến trường phong tiêu cái thế chấn động cả bác hoàng các tộc đều kinh hãi ai nấy đều chấn động bất kể là các đại vương tộc hay là mấy đại cổ hoàng tộc tất cả các vị tộc chủ đều cực kỳ rung động đây là lần đầu tiên sau thời thái cổ mà bọn họ được nhìn thấy đấu chiến thánh vương năm tháng thúc dục người ta già đi mà năm đó một thế hệ thánh vương tràn đầy ngạo cốt Tuổi trẻ khí thịnh, bảy ngày thiên hạ, một mình quét ngang lục hợp bác hoang. Ngày nay lại có một tia tang thương, trong khóe mắt, lông mày đều có dấu vết năm tháng rất rõ ràng. Thời gian như nước chảy, không thể quay lại được nữa. Tuy rằng hắn đã trở thành thắng Phật rồi, nhưng mà khí khái này vẫn chưa thay đổi ngơ Hết tập 262 của Bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lachay radio